Đây là bộ phim nói về sự đau thương của người lính trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc chiến đã khiến cả châu Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng. Bộ phim bắt đầu với cảnh quân Đức đi thu gom quân phục của những người lính đã chết, vận chuyển về nhà máy và biến chúng thành tư trang cho đợt lính tiếp theo. Những chàng trai trẻ tuổi với quá thừa lòng yêu nước được đặc cách để bỏ đại học mà đi chiến đấu. Thời khắc này là thời khắc quan trọng. Tương lai của chúng ta, của nước Đức đang nằm trong tay các em, thế hệ vĩ đại nhất. Các em là tuổi trẻ sắt đá của Đức. Lịch sử sẽ gọi tên các em. Trứng rái các em to bằng chừng này. Trong số đó có cả Paul Bommer, nhân vật chính của bộ phim. Đồng hành với Paul tòng quân còn có Ludwig Bem, anh chàng mắt cận, Albert Krop, chàng trai luôn vui tươi, và Franz Müller, Buck Foy chính hiệu. Bốn người bạn thân cũng nóng lòng chiến đấu vì đất nước của mình. Trên đường di chuyển đến chiến trường phía Tây, khi băng qua một ngôi làng, tốp lính của Paul buộc phải nhường xe cho quân y để họ có thể đưa những thương binh về nơi chữa trị. Cả đội quân sau đó căng hải đến điểm tập kết, và cuối cùng họ cũng đã đến được chiến hào, không một chút nghỉ ngơi. Họ phải lao vào tát nước chống ngập, thấy lũ tân binh kêu cóng tay. Kaczynski, hay còn gọi là Kat, bảo họ nhét tay vào quần lót cho ấm, nhưng mà đừng cho tay vào quần nhau. Điều 175 luật hình sự cấm làm thế. Tối hôm đó, Paul và anh bạn Albert trực đêm vì tưởng rằng có tên lính Pháp đang tiếp cận. Họ nổ súng kiếm chiến công đầu, nhưng mà đó lại chỉ là lũ chuột làm động cái xác. Họ đang ngẩn ra thì choeng, một viên đạn găm thẳng vào đầu Paul. Nghe tiếng động, trung úy lập tức đến kiểm tra tình hình. Vụ gì đấy? Chúng nó bắn em. Phúc tổ nhà mày, may mũ Đức là mũ xịn nhá. Con mũ Stahlhelm này kiểu dáng tối giản, ôm sát đầu, đủ nhẹ để hành quân đường xa, đủ chắc để chống đạn, chống miểng bom, chống các kiểu vũ khí giao dựa. Nó và Beethoven là hai niềm tự hào của người Đức đấy. Và lần sau bắn xong là di chuyển ngay. Biết strip shooting là gì không? Nhưng viên đạn vừa rồi chỉ là khởi đầu cho một đêm kinh hoàng mà thôi. Một loạt pháo kích dội lên chiến hào của quân Đức. Paul cùng đồng đội vội trốn vào hầm. Vừa mới lúc sáng, những người lính trẻ còn là những chú sói đói chiến công. Giờ thì cả lũ đang co cụm sợ sệt như thỏ trong hang. Trận pháo kích nhanh chóng đánh sập căn hầm. Paul tuy may mắn toàn mạng, nhưng sau trận pháo kích đó, quân Đức ở đây thiệt hại nặng nề. Paul được giao nhiệm vụ thu thập thẻ tên của lính tử trận. Trong lúc đang đi gom, Paul tìm được kính của Ludwig. Chủ chiếc kính nằm ở gần đó. Thân tàn đã lạnh, Paul không thể kiềm được nước mắt. Anh bây giờ mới nhận ra sự khốc liệt của chiến tranh. Chỉ trong một thời gian ngắn mà số lượng thẻ tên được gửi về đã chạm mức cao khủng khiếp. Dù tình hình có đang chuyển biến xấu, nhưng nội bộ chính quyền Đức đang mâu thuẫn lớn về việc đầu hàng hay là cố đấm ăn xôi vì lòng tự hào của người Đức. 18 tháng sau, Paul giờ đã quen với cuộc sống nhà binh. Trong lần đi trinh sát xung quanh, Paul và Kat đã nhắm đến một nông trại nọ. Họ bàn kế lẻn vào trong, mượn tạm cái gì đó về nâng cấp bữa ăn. Dù bị chủ nhà dí bắn, nhưng họ đã thành công cuỗm được một con ngỗng về. Nhờ con ngỗng đó mà nhóm của họ đã được một bữa ngon lành. Trong thời gian tạm bình yên, nhóm của Paul còn bổ sung thêm da đen Stackfleet, một anh chàng vui vẻ. Cả đội thường quây quần cười đùa với nhau và nói về việc họ sẽ làm gì khi chiến tranh kết thúc. Ông bạn Fran thì giờ thiếu hơi gái đã lâu, bèn đi theo tiếng gọi của một cô gái Pháp. Và khi trở lại thì mang theo một cái khăn lau nách của cô. Cả lũ bu vào mà tranh nhau hít hử. Một hôm nọ, Kat vì không biết chữ đã nhờ Paul đọc hộ bức thư từ vợ của anh. Cô gửi anh lời hỏi thăm, lời dặn dò và nhắc anh rằng sắp đến ngày mất của con, mong anh về mà thăm mộ thằng bé. Kat bỗng lặng đi. Anh không biết được điều gì sẽ xảy ra khi chiến tranh kết thúc và mình đi về nhà. Liệu bản thân mình có còn như xưa nữa hay không? Kat mong một ngày anh em ở đây được xôm tụ một bữa. Có khi đó lại là thực tế nhất cho cả anh và những người đồng chí. Ngày hôm sau, Paul cùng dăm anh em được điều động đi tìm 60 tân binh trẻ thất lạc. Khi đến trạm tàu hỏa, cả bọn tìm ra rất nhiều vỏ đạn khí độc. Nhận thấy dấu hiệu chẳng lành, tất cả vào trong ga kiểm tra kỹ hơn. Trong một căn phòng nồng nặc mùi hôi, xác những người lính trẻ nằm la liệt dưới đất. Họ đã tháo mặt nạ phòng độc quá sớm. Trước tình hình ngày càng chuyển xấu, đại diện bộ tham mưu đang trên đường đến nơi đàm phán để đình chiến. Nhưng tại chiến trường, gã tướng hói cho rằng việc đàm phán này là bán rẻ đất nước. Ông ta chủ trương đánh đến hơi thở cuối cùng, không cần đợi viện binh đến. Toàn quân sẽ ra thực hiện một cuộc tấn công tổng lực nhằm giành lợi thế ép lại bên Pháp. Ngay lập tức, trung úy đến tận giường gáy triệu tập, toàn bộ đại đội sẽ phải ra trận. Ai trong số họ cũng căng thẳng. Tiên tuyến càng gần thì mùi xú uế cộng đạn súng càng nồng nặc. Đến mờ sáng thì cả hai phe đều vào thế sẵn sàng. Nhưng cuộc chiến này xảy ra hay không phải dựa vào cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo đôi bên. Phía Đức mong muốn một thỏa thuận đình chiến trong thời gian đàm phán để giảm thiểu thiệt hại, đồng thời đi đến một thỏa thuận đôi bên để chấm dứt chiến tranh. Phía Pháp thì bảo là không có thỏa thuận gì hết. Điều đây cho 72 tiếng, không đồng ý thì dẹp, và trong thời gian đó sẽ chẳng có đình chiến gì cả.
Thông tin này vừa lên đến chiến trường, binh sĩ đã bắt đầu tiến công, lao thẳng lên chiến trường. Tiếng súng, tiếng bom bắt đầu nổ không ngừng, kéo theo những người lính ngã xuống liên tọi. Họ như những con rối bị điều khiển từ xa, phải không ngừng lao về phía trước rồi hy sinh, sau đó phó mặc cho số phận. Quân Đức cuối cùng cũng xâm nhập rồi chiếm thành công hào phía địch. Sau một hồi đột kích, Paul cùng hai người huynh đệ tìm ra một bàn tiệc. Có được một bữa ra món ra bữa thế này hiếm phết, nên cả bọn cứ thế lao vào mà sơi. Nhưng đột ngột có những rung chấn này không phải của Eren Jaeger mà là của cả đoàn xe tăng Pháp. Khi những khẩu pháo bắt đầu khai nòng, quân Đức bị bắn cho tan tác chim muông, lính đăng xuất nghẽn cả server. Quân Đức vội cố gom súng ống bỏ chạy, ai sót lại phía sau thì bị lực lượng hỏa binh thiêu thành thịt khét. Paul dùng hết sức bình sinh chạy về hào phía sau thì bị một quả mìn nổ ngay bên cạnh hất tung. Trong cơn choáng choáng, anh nhìn thấy Albert đang cố gắng bắn những viên đạn cuối, rồi trong cơn hoảng loạn anh cố đầu hàng và bị bắn chết. Paul chết lặng. Cát vội kéo Paul dậy để cố mà chạy trốn. Ngay khi trở về tới hào, Paul nốc một thùng nước bẩn tự trấn tĩnh, rồi lại khẩn trương mang theo đồ đạc quân trang cùng Cát chạy trối chết. Trong khi đang chạy tụt quần, Paul bị thọt xuống một cái hố bom. Máy bay địch thì ẩm ẩm bên trên, địch thì dí xung quanh. Cách khôn nhất tầm này là giả chết, thằng nào mò đến là xiên. Tưởng như yên vị thế là đủ thì bất ngờ Paul bị một gã lính Pháp nhắm bắn. Nhưng chưa kịp bóp cò thì hắn ăn ngay một quả lựu đạn dưới chân mà ngã xuống hố bom. Ngay lập tức Paul lao đến, xiên tới tấp vào kẻ thù. Nhưng gã lính Pháp không chết ngay mà cứ thoi thóp trong đau đớn. Paul cố kết liễu anh ta, nhưng khi thấy anh ta đang quằn quại, Paul tự dưng lại hối hận mà cố cầm máu cho anh ta. Tuy nhiên đó chỉ là những nỗ lực muộn màng. Sự bứt rứt của Paul gấp lên nhiều lần khi phát hiện ra người đàn ông kia cũng chỉ là một người thợ có vợ con đang chờ ở quê nhà. Sau khi lê được cái thân tàn tạ về nơi đóng quân, Paul nhận được bầu không khí ở đây vui đến lạ. Mọi người kháo nhau bằng chiến tranh sắp kết thúc. Điều đó thật đáng mừng. Nhưng sẽ có những người không thể trở về, ít nhất là sự toàn vẹn cơ thể. Do số lượng thương binh quá nhiều, lại còn thiếu cả nhân lực lẫn thuốc men, nên là ai bị thương chỗ nào thì cắt bỏ chỗ đó. Một trong những người xấu số đó có da đen. Anh ấy bị thương rất nặng ở đầu gối, dù chữa trị thế nào cũng khó tránh khỏi tàn phế. Anh trao lại cho Paul chiếc khăn của France cùng lời động viên Paul phải sống thật mạnh mẽ, thay cho phần của anh và những người bạn đã khuất. Tưởng chừng như anh em đồng ngũ đã ra đi hết, thì thật may cho Paul khi đã tìm được Kat. Đó như là một sự an ủi cho cả hai, một niềm vui nhỏ nhoi trong những ngày tối tăm. Sau giây phút gặp gỡ, hai người cùng nhau mang theo đồ ăn đến gặp người đồng đội. Và đó cũng là lần cuối cùng mà họ gặp nhau. Không chấp nhận được việc tàn phế, da đen đã tự kết liễu bằng một cái nĩa. Một người lính khác gần đó thấy vậy cũng mặc kệ và tiếp tục ăn. Ở một diễn biến khác, mấy sếp phe Đức cuối cùng cũng đành đồng ý với những điều khoản của bên Pháp. Chiến tranh sẽ chấm dứt vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11. Hòa bình đã sắp gõ cửa thật rồi. Trong niềm vui hân hoan ấy, Kat rủ Paul ra ngoài kiếm cái gì đó thỏa cái bụng. Mục tiêu thó đồ của họ vẫn là cái nông trại nọ. Kat lần trước đã bị dí mém sơi kẹo đồng rồi, giờ là lúc Paul ra tay. Trong lúc đang xin dăm quả trứng, Paul đã bị thằng con chủ nhà phát hiện ra. Nó nhanh tay chốt cửa ngoài, nhốt luôn Paul ở trong. Ngay khi phá được cửa ra thì lão chủ nhà đã phục sẵn với khẩu súng dài, dí cho Paul chạy tụt cả quần. Trước đó Kat đã thấy có biến, nên khi thấy đồng đội chạy ra là bắt nhịp mở tốc biến ngay. Hai người chạy được một quãng rồi chia nhau mấy quả trứng sống. Kat sau đó đi tè. Paul đang chờ thì bỗng nghe tiếng súng. Anh vội đến kiểm tra thì thấy Kat đang lò dò bước vội rồi đổ gục xuống. Thằng con của lão chủ nông trại đã dí theo để bắn anh, xin điếu thuốc từ Paul. Kat bắt đầu tâm sự đời mình, biết rằng nói nhiều là dấu hiệu của Dead Flag. Paul có đưa Kat về trại, phải mất tận 2 tiếng nỗ lực, Paul mới đưa được người huynh đệ về đến nơi. Nhưng đã quá muộn, Kat đã mất do nhiễm độc nặng. Cả nhóm bạn giờ đây chỉ còn lại mình Paul ở khu vực đóng quân. Gã tướng hói chợt tập trung toàn lực lượng lại. Hắn ra giả mấy lời mị về chủ nghĩa anh hùng chiến tranh. Hắn muốn quân Đức tổng tiến công một lần cuối cùng, bất cứ ai chống đối đều bị xử tử không thương tiếc. Thời gian đến lúc ngừng chiến còn 15 phút, quân Đức bắt đầu đồng loạt tấn công. Quân Pháp đang chia nhau ly rượu cũng vội cầm súng lên. Cuộc chiến lại tiếp diễn và còn có phần khốc liệt hơn. Paul sau khi thành công đột nhập vào hào của địch, anh va chạm với một gã lính Pháp. Anh vật lộn với hắn một lúc rồi cả hai ngã xuống một căn hầm. Trong khoảnh khắc đó họ như chung một tư tưởng, giờ đỉnh chiến sắp đến, cứ đứng yên là có mạng trở về. Nhưng một lưỡi lê đâm xuyên qua Paul chỉ vài giây trước giờ đỉnh chiến. Anh lê những bước cuối ra ngoài hầm, lắng nghe sự thinh lặng đột ngột. Trận chiến đã kết thúc vào đúng 11 giờ. Sau trận chiến, lại có một người lính trẻ đi thu thập những tấm thẻ tên. Khi tới bên xác Paul, cậu lính chỉ cầm lấy chiếc khăn lau nách mà bỏ lại thẻ tên của Paul. Paul nằm đó, vô danh và mãi mãi chẳng có tên trong sách giáo khoa môn lịch sử. Còn tôi quản quại, xin chào và hẹn gặp lại.